Đắk Lắk. Kênh YouTube Thanh Thủy Ramadan xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh sẽ quay cho mọi người xem một chậu hoa yến tím đang ra hoa. Những cụm hoa của hoàng yến mang màu sắc tím mềm mại, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế. Sau đây mời mọi người cùng theo dõi. Em đi lên dãy mặt trời vừa dậy, chia lúa chia bắp tiếc cành cà phê. Em về sương chiều giăng lối. Anh nơi biên giới lối suối bằng rừng, đã mềm chân cứng súng chắc trong tay, nguyện thề vì nước quê thân. Đến với Đắk Lắk, đến với Tây Nguyên, duyên tình nồng say kết lời hẹn ước. Anh ra phía trước bao vệ biên cương, em ở làng buôn sớm chiều sương gió, hồ tiêu sai trái cà phê chiếu cây. Đến với Đắk Lắk, đến với bạn bè, say hương cà phê, say men rượu cần, bên bếp lửa hồng, già làng kề khang. Đến với Đắk Lắk, đến với Tây Nguyên, vang vang cổng chiêng, ai rây rộn ràng, vòng xoan nhịp nhàng, bập bùng lửa thiêng. Em đi lên dãy mặt trời vừa dậy, chia lúa chia bắp tiệc cành cà phê. Em về sương chiều giăng lối. Anh nơi biên giới lối suối bằng rừng, đã mềm chân cứng súng chắc trong tay, nguyện thề vì nước quê thân. Tây Nguyên duyên tình nồng say kết lời hẹn ước. Anh ra phía trước bao vệ biên cương, em ở làng buôn sớm chiều sương gió, hồ tiêu sai trái cà phê chiếu cây. Anh ra phía trước bao vệ biên cương, em ở làng buôn sớm chiều sương gió, hồ tiêu sai trái. Video tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào mọi người.